Ở đây có ai từng tỏ tình với bạn gái mà từng thất bại chưa? Bao nhiêu người thất bại giơ tay lên coi. Xạo quá. Ok, bài hát này có lẽ là những người dành cho những người con trai, những người đàn ông và đất. Ca khúc này có một phần thôi nhau, từng trải qua một số hoàn cảnh trong đây, một số thôi nha. Chắc chắn rằng một số bạn trong đây cũng đã từng trải qua rồi, không ít thì nhiều. Bài này có tên là Mặc Cảm. Địa vị ở trong xã hội quan tâm chẳng có gì đổi mới, vì chẳng có gì trong tay ngoài cái mát gọi là dân chơi. Ra đường buồn lẫn áo thun, ngày qua ngày có thể làm tới, nên dù cho thương em cắt máy, anh đây cũng không dám ngỏ lời. Vì khuôn mặt của anh bình dị, nếu không muốn nó quá xấu xí. Còn em xinh như hot girl, đi đâu cũng có người để ý. Tiền trong ví của anh không nhiều, nên anh thường hay lo nghĩ. Còn em thì gia cảnh khá giả, khi tiêu xài đâu còn lo gì. Sao thứ tự những người thích em, có lẽ anh chỉ là người đứng cuối. Sao về mọi mặt anh đều thua xa, gặp em sao dám theo đuổi. Nơi anh làm có mây lạnh, xung quanh chỉ toàn là bụi. Tiền kiếm được không đủ dằn túi, chỉ đủ lo không ngày ba buổi. Tương lai của em tiến bước, còn với anh thì ngày càng lùi. Em đi đâu cũng được chào đón, anh đi đâu cũng bị hát thổi. Cuộc sống em chẳng đầy niềm vui, còn riêng anh chỉ toàn buồn tuổi. Nói chung cuộc đời của anh đen đủi, nên gặp được em chỉ biết ngậm ngùi. Em ơi, chỉ là người bình thường trong 88 triệu dân. Anh không có gì đặc biệt ngoài thành tích bị đá nhiều lần. Body của anh không chuẩn, nguyên bụng anh chỉ có một ngón. Anh không là chuyện xa gần, anh là thằng sống an phận. Anh là thằng ít học vấn, anh là một thằng cầu lần. Anh là thằng hay bất cẩn, làm chuyện gì cũng không nên thân. Hiện tại thì anh dậm chân, ngày mai ra sao anh cũng chấp nhận. Tương lai chưa có định hướng, vì anh giống quen cách sống bất cần. Anh không phải một người lãng mạn, cho nên lời lẽ của anh khô khan. Cơ bản là anh ít nói, chứ anh không phải là người sổ sàng. Niềm vui nếu anh có được em, không đơn giản là ổng vào sàn. Sau đó dắt vào khách sạn, vội vàng chia tay sau 1-2 tháng. Mà lại buổi chiều lang thang, chở em trên chiếc xe máy gà tàn. Tối về tâm sự bên điện, thỏa bàn cho tới 1-2 giờ sáng. Anh từng nghĩ nếu mình có phận thì chờ bao lâu anh cũng sẵn sàng. Chỉ sợ khi phận chưa tới, duyên hai đứa đã vội rẽ ngang.